Con kính chào quý cha, quý cụ, ông bà, anh chị em. Và con xin cảm ơn cha, cảm ơn quý cụ, ông bà, anh chị em đã hiệp ý cầu nguyện cho con nhân dịp cuối tháng này. Con sẽ kỷ niệm 20 năm linh mục. Xin cha, xin quý cụ, ông bà, anh chị em tiếp tục cầu tạ ơn Chúa và cầu nguyện thêm cho con. Như đã nói về tuần trước, tuần này con sẽ tiếp tục nói về Đức Mẹ. Cũng trong tinh thần của tháng 5, tháng Hoa Đức Mẹ. Tín điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em hôm nay đó là tín điều về Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, là một trong những tín điều rất là quan trọng trong tín lý của giáo hội cũng như về thánh mẫu học. Nói về Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội thì tất cả mọi tín điều của giáo hội thì đều được phải bắt nguồn từ sự mặc khải của Thiên Chúa. Như tôi đã nói trước đây, đạo Công giáo của chúng ta là đạo mặc khải, có nghĩa là do Thiên Chúa mặc khải, rồi chúng ta là con người, chúng ta mới tìm hiểu để biết thêm. Chứ không phải tôn giáo của chúng ta không phải là tự một con người nào đó thông minh sáng suốt mà nghĩ ra hay là thành lập ra, mà là do Thiên Chúa là đấng siêu nhiên mặc khải cho chúng ta trước. Ngài mặc khải cho chúng ta qua Thánh Kinh, qua Thánh Truyền. Cho nên vì vậy mà mọi tín điều, mọi giáo lý của giáo hội đều phải được bắt nguồn từ trong Thánh Kinh, trong Cựu Ước, trong Tân Ước, rồi sau đó Thánh Truyền, rồi các giáo phụ, qua nhiều thời đại cho tới ngày hôm nay của chúng ta. Chứ không phải là chỉ một cái người nào đó ngẫu hứng lên để đưa ra được ngoài vài vi lý tưởng hay là một cái gì đó vội vàng hấp tấp cho nhiều người hiểu lầm cái điều đó. Thế là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày hôm nay cũng vậy, được bắt nguồn ở trong Thánh Kinh. Được nguồn Thánh Kinh, chứ không phải là chỉ năm 1854 khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tín điều này thì tín điều này mới có đâu, mà nó có bắt nguồn từ Thánh Kinh rồi. Thế là Thánh Kinh từ sách Sáng Thế Ký chương số 3 câu 15, như tôi chia sẻ với anh em trước đây, sau khi mà ma quỷ đã cám dỗ nguyên tổ chúng ta Adam và phạm tội, rồi bị Chúa phạt rồi, nhưng mà lòng Chúa nhân từ, tội lỗi của con người thì không có đánh mất đi lòng thương xót của Thiên Chúa. Mà có lẽ là vì con người phạm tội, con người yếu đuối, cho nên Thiên Chúa lại yêu thương con người nhiều hơn nữa. Mà có lẽ là cũng vì chúng ta tội lỗi, chúng ta yếu đuối, cho nên chúng ta mới lại có cơ hội cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa một cách lớn lao hơn. Thế là Thiên Chúa đã nói, ta sẽ đặt một mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người phụ nữ. Người phụ nữ sẽ đạp lên đầu ngươi, còn ngươi thì rình cắn gót chân người phụ nữ. Thế là Chúa đã nói với con rắn, tượng trưng là Satan như vậy, đặt mối thù giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người phụ nữ. Thế là dòng dõi người phụ nữ là ai? Là Chúa Giêsu. Thế là mẹ của Chúa Giêsu là ai? Thì không khác hơn là Đức Trinh Nữ Maria. Đó. Mà khi đã đặt mối thù có nghĩa là gì? Là giữa ma quỷ và tội lỗi thì không đội trời chung với sự thánh thiện tốt lành và quyền năng của Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa và ma quỷ, sự thiện và sự ác thì không đội trời chung. Như là ở đâu có ánh sáng thì không thể có bóng tối, và ở đâu có bóng tối thì có nghĩa là đã mất ánh sáng rồi. Vì vậy, dòng dõi của ngươi và dòng dõi người phụ nữ, giữa ngươi và người phụ nữ thì như Chúa Thiên Chúa hay Chúa Giêsu là không thể dính bén gì tới tội lỗi cả, thì đấng mẹ sinh ra Chúa Giêsu cũng không thể dính bén một thứ gì với tội lỗi. Bởi vì tội nguyên tổ là được truyền qua máu huyết, mà để cho Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc nhân loại thì phải là đấng vô tội mới cứu được người có tội. Còn nếu Chúa Giêsu là đấng cứu thế sinh ra mà là làm mang thân phận tội lỗi như bao người khác thì làm sao mà có thể cứu chuộc loài người được. Đưa ra ví dụ như thế này. Ví dụ để cho tôi có thể giúp đỡ trả nợ cho một ai đó thì chính bản thân của tôi cũng phải là người không hề mắc nợ,
Chứ còn nếu như bây giờ tôi cũng mắc nợ thì làm sao tôi có thể giúp cho người khác trả nợ được? Thế là để cho Chúa Giêsu có thể chuộc tội chúng ta thì Chúa Giêsu phải là người vô tội. Mà để Chúa Giêsu là người vô tội thì đấng sinh ra Chúa Giêsu phải là đấng vô tội. Bởi vì tội nguyên tổ là truyền qua máu huyết. Rồi chúng ta cũng thấy một cái điều nữa là vì tội không thể dính bén vào với Thiên Chúa được. Cho nên đấng sinh ra Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật cũng không thể mắc tội tổ tông, không thể dính bén tới tội. Rồi một cái câu thánh kinh thứ hai mà cũng có thể cho chúng ta thấy được rằng Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội là câu thánh kinh trong Tân Ước, câu thánh kinh theo thánh Luca, câu 1, chương 1, câu 28, khi sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, sứ thần Gabriel truyền tin Đức Mẹ, thì sứ thần đã chào như thế nào? Kính chào bà đầy ơn phúc. Mà một người đầy ơn phúc có nghĩa là gì? Là người không mắc tội. Như là trong tiếng Anh đó, khi mà một người mà đi xưng tội xong rồi sạch tội đó thì người ta hay nói là gì? Họ nói rằng live in the state of grace, có nghĩa là sống ở trong ân sủng của Chúa. Thế Đức Mẹ là đứng chào bà đầy ân sủng, đầy ơn phúc, có nghĩa là Đức Mẹ sống tràn đầy trong ân sủng của Thiên Chúa. Mà đã là tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa thì làm sao là một người có tội được? Nhưng mà chúng ta nhớ, tất cả mọi ân sủng Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ không phải hoàn toàn là những phần thưởng cho Đức Mẹ không, mà qua Đức Mẹ để rồi phục vụ công trình cứu chuộc của Chúa. Nhiều người đó, đặc biệt là các anh chị em tin lành, thì khi họ nghe về Đức Mẹ thì nhiều khi họ chưa có, anh chị em chưa có nghe cho kỹ đó, bằng con tim của mình, mà đôi khi hay nghe về Đức Mẹ là hay có dị ứng ngay. Mà vì dị ứng cho nên là họ không nghe bằng trái tim, mà họ nghe để họ tìm cách để họ chống đối, chống trả thôi. Đến mức độ là gì? Tôi thấy có những người viết những comment cho tôi thì thấy rằng những điều mà tôi đã giải thích một cách rõ ràng ở trong bài giảng của tôi rồi mà hầu như họ chẳng nghe gì cả. Họ lại lặp lại để chống đối hoặc là nói những điều mà tôi đã nói ở trong bài giảng rồi. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng để chúng ta có thể học hỏi được thì chúng ta phải có đủ sự khiêm tốn đủ để lắng nghe. Và không phải chỉ lắng nghe bằng cái tai thể lý của chúng ta hay là chỉ lắng nghe bằng lý trí của chúng ta, mà lắng nghe bằng con tim của chúng ta, lắng nghe bằng niềm tin của chúng ta, lắng nghe bằng ân sủng của Thiên Chúa. Hay nói, hoặc là nói một cách cụ thể hơn là gì? Khi một người đã có một cái thành kiến hay là một định kiến về một điều gì đó hay về một người gì đó thì thông thường ai có nói bao nhiêu họ cũng không nghe được nữa. Bởi vì họ đã có những thành kiến, những định kiến quá nặng rồi. Họ không có một tấm lòng mở ra khiêm tốn đủ để nghe thực sự và để học hỏi thực sự. Thế là Đức Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Mà đây không phải là công trạng của Đức Mẹ mà là ân sủng Chúa ban cho Đức Mẹ. Và ban cho Đức Mẹ không phải để tưởng thưởng Đức Mẹ không, mà là để qua Đức Mẹ phục vụ công trình cứu chuộc của Chúa như tôi đã nói. Là để cho Chúa Giêsu là đấng cứu thế nhân loại, phải là đấng sinh ra, phải là vô tội thì mới chuộc tội cho người có tội được. Thì đấng sinh ra Ngài cũng phải là đấng không thể mắc tội tổ tông. Nếu mà bởi vì Đức Mẹ mà mắc tội tổ tông truyền thì Chúa Giêsu làm sao sinh ra không mắc tội tổ tông truyền được? Bởi vì tội tổ tông truyền là truyền qua máu huyết. Mà Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội từ đâu? Từ khi Đức Mẹ được thụ thai trong lòng bà Thánh Anna thì đã được ơn vô nhiễm nguyên tội rồi. Vậy thì câu hỏi ngược lại là gì? Vậy thì Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền, Đức Mẹ cũng không có tội riêng. Vậy thì Đức Mẹ có cần ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không? Thưa có. Đức Mẹ cũng là loài thụ tạo như chúng ta, cho nên Đức Mẹ cũng cần ơn cứu chuộc. Vậy thì Đức Mẹ không có tội thì cần ơn cứu chuộc làm sao? Cứu chuộc thế nào? À thưa, bởi vì ngay cái ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ chính là ơn cứu chuộc. Theo lẽ bình thường thì Chúa Giêsu chết rồi sống lại thì Ngài mới xóa tội nhân loại, xóa tội trần gian.
Vì chúng ta thấy trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng rằng khi Chúa Giêsu chết thì Ngài làm gì? Ngài xuống ngục tổ tông để đưa các thánh lên thiên đàng. Hay nói cách khác là tất cả những người thánh thiện ở trong thời cựu ước khi qua đời, họ không xuống hỏa ngục, nhưng mà họ cũng chưa được vào thiên đàng. Bởi vì chỉ có khi Chúa Giêsu chết và sống lại rồi, Ngài mới mở cửa thiên đàng, mới ban ơn cứu chuộc cho nhân loại. Cho nên vì vậy, những nhân vật tốt lành ở trong cựu ước khi qua đời được ở một cái nơi chốn mà giáo lý dạy là gì? Là ngục tổ tông. Rồi Chúa chết, Chúa xuống đó, Chúa mới đưa họ lên thiên đàng. Thế là theo lẽ bình thường thì phải là qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, Ngài mới ban ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Mẹ cũng cần ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng mà Đức Mẹ được một cái ơn đặc biệt là gì? Đức Mẹ được cái ơn cứu chuộc đó trước khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người chết và sống lại. Thế làm sao lại nghịch lý như vậy được? Chúa chết và sống lại rồi mới ban ơn cứu độ cho nhân loại, thì tại sao Chúa chưa chết, chưa sống lại thì làm sao Đức Mẹ lại được ơn vô nhiễm nguyên tội được, được ơn Chúa cứu chuộc được? À thưa ông bà anh chị em, chúng ta là con người, chúng ta bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Nhưng mà Thiên Chúa thì quyền năng, Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, Ngài có thể làm tất cả những gì Ngài muốn. Cho nên Chúa đã ban cho Đức Mẹ cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu trước khi mà Ngài nhập thể làm người chết và sống lại. Cho nên câu hỏi rằng, vậy thì Đức Mẹ là đứng vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ đứng không hề mắc tội, vậy thì Đức Mẹ có cần ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu không? Thưa cần, thưa có. Và cái ơn đó đã được ban cho Đức Mẹ trước khi mà ngay khi Đức Mẹ được thụ thai trong lòng, để rồi Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền, để mà phục vụ cho công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, Thiên Chúa có thể làm tất cả những gì Ngài muốn. Chúng ta là con người thì chúng ta bị giới hạn với thời gian và không gian, còn Thiên Chúa thì không bị giới hạn với thời gian và không gian. Ngài có thể làm được tất cả những gì Ngài muốn. Hay như chúng ta học giáo lý chúng ta cũng biết đó, Chúa, chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa thông thường qua các bí tích, qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội, qua bí tích bình thánh Chúa, các bí tích để ban ân sủng của Chúa cho chúng ta. Đó là cách thông thường. Nhưng mà chính Thiên Chúa thì lại không bị giới hạn bởi các bí tích. Chúa có thể ban ơn cho bất cứ ai Ngài muốn và ban bất cứ cách nào Ngài muốn. Thông thường là như vậy. Nhưng mà Thiên Chúa thì không bị giới hạn. Rồi, chúng ta thấy là đó là qua Thánh Kinh, Cựu Ước cũng đã nói tới việc Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội trong chương số 3 câu 15. Rồi trong Tân Ước, ở Thánh Tin Mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 28. Rồi tới các thời của các thánh, các thánh tông đồ, thánh truyền, rồi các thánh giáo phụ cũng đã nói tới việc Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội qua những cái danh hiệu mà các ngài đã ban cho Đức Mẹ. Ví dụ như là trong thời giáo hội sơ khai, giáo hội thì sơ khởi thì đã có những cái danh hiệu ban cho Đức Mẹ như thế này. Ví dụ đã gọi Đức Mẹ là đứng hoàn toàn thánh thiện, là đứng hoàn toàn trong sạch, là đứng vô tội, là đứng vô tội, là phép lạ của ân sủng, là đứng trong sạch hơn cả các thiên thần, và là đứng tất cả không hề mắc tội. Thế là từ những 3 thế kỷ đầu trong lịch sử của giáo hội, Đức Mẹ đã được trao tặng những cái tước hiệu, những cái danh hiệu đó. Chứ không phải là cho đến thế kỷ thứ 19, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tiến điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì là mới có cái tư tưởng này, ý tưởng này. Không phải vậy. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong Thánh Kinh Tân Ước và trong 3 thế kỷ của giáo hội, Đức Mẹ đã được giáo hội qua các thánh đã cho Đức Mẹ những cái danh hiệu đó. Rồi chúng ta nhìn thêm một số những cái ví dụ nữa, ví dụ như là Thánh Ephraim vào khoảng thế kỷ thứ 4 đã nói về Đức Mẹ như thế này. Đức Mẹ là đứng hoàn toàn vô tội. Đức Mẹ chính là Eva mới. Tức là nói tới gì? Eva cũ đó. Khi Eva được Chúa tạo dựng nên lúc ban đầu thì cũng là đứng hoàn toàn đầy ân sủng. Nhưng mà rồi vì tội
mà bà đã mất ơn nghĩa cùng Chúa, mất ân sủng đó. Còn Đức Trinh Nữ Maria thì được Thiên Chúa tạo dựng nên và được ơn vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa là Đức Mẹ cũng là tràn đầy ân sủng như Eva khi bà mới được tạo dựng nên thuở ban đầu. Cho Đức Mẹ mới được gọi là Eva mới bởi Thánh Ephraim. Rồi Thánh Ambrosio cũng vào thế kỷ thứ tư cũng đã nói về Đức Mẹ là đứng không hề dính mắc vào bất cứ tội lỗi nào. Rồi Thánh Severus, giám mục của Antioch vào thế kỷ thứ sáu cũng đã nói rằng Đức Mẹ là con người, là đứng được Thiên Chúa tạo nên, là đứng tạo, là tạo vật như chúng ta. Nhưng mà Đức Mẹ được trong sạch bởi mọi tội và là đứng vô nhiễm. Thánh Soronius là thượng phụ của Jerusalem vào thế kỷ thứ 7 thì đã nói về việc là Đức Mẹ đã được xóa sạch tội, hay là không hề đã được tẩy rửa tội từ lúc thụ thai trong lòng bà Thánh Anna, và đã nói về Đức Mẹ rằng mẹ là đứng đã tìm thấy ân sủng của Thiên Chúa và không ai được lãnh nhận như Đức Mẹ. Rồi Thánh Andre của Crete vào thế kỷ thứ 8 cũng nói về Đức Mẹ là Ngài có là đứng thụ tạo như chúng ta, nhưng mà là đứng trong sạch và hoàn toàn đồng trinh vô nhiễm nguyên tội. Rồi một số các vị thánh khác nữa cũng nói về Đức Mẹ là đứng trong sạch, là đứng không hề dính bén tới tội lỗi, là đứng vô nhiễm. Thế là suốt một cái chiều dài lịch sử phát triển về ý nghĩa của việc Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì mãi cho đến thế kỷ thứ 19 vào năm 1854 dưới thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, Ngài đã chính thức công bố lấy quyền giáo hoàng, quyền bất khả ngộ để mà tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Và tín điều đó đã nói như thế này: chúng tôi long trọng công bố, tuyên bố và khẳng định rằng tín điều là Đức Mẹ đồng trinh ngay từ lúc thụ thai đã tránh mắt khỏi tội tổ tông, khỏi mọi thứ tội, và được một đặc sủng đặc biệt từ Thiên Chúa. Và ân sủng này được đón nhận qua công cuộc của Chúa Giêsu Kitô, đứng cứu chuộc nhân loại, và được mặc khải cho chúng ta bởi Thiên Chúa. Vì vậy mà mọi người tín hữu buộc phải tin. Thế là ngay trong tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 cũng nói rất rõ ràng là Đức Mẹ được ơn trọng đại này, được ơn vô nhiễm nguyên tội này, là cũng nhờ công nghiệp ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải nhớ cái điều rõ ràng, cái điều như vậy. Rồi chúng ta nhớ là vào 4 năm sau, tức là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo Hoàng thứ Pio thứ 9 công bố vào năm 1854, thì vào năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức ở bên Pháp với Thánh Nữ Bernadette, thì Thánh Nữ Bernadette cũng đã hỏi Đức Mẹ rằng bà là ai? Bà là ai? Thì chính Đức Mẹ đã nói cho bà Thánh Bernadette rằng ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Hay nói cách khác là 4 năm sau, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì chính Đức Mẹ đã khẳng định cái điều đó là sự thật, là đúng, khi Đức Mẹ nói ta là đứng vô nhiễm nguyên tội. Và chúng ta thấy là tượng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội thì thường gì? Thường có hình người nữ giẫm lên trên đầu của con rắn, và con rắn thì trong miệng còn gặm cái quả táo. Chúng ta thấy đó là nói tới Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội về cái câu chuyện đó. Thế chúng ta thấy rằng Thiên Chúa yêu ái Đức Mẹ, ban tặng cho Đức Mẹ những ân sủng rất đặc biệt. Bởi vì đúng, Đức Mẹ là đứng tốt lành thánh thiện, Đức Mẹ có công để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ những ơn đó
cũng không để tôn vinh Đức Mẹ không, mà như tôi nói lúc đầu, cũng là để phục vụ chương trình cứu chuộc của Chúa. Từ tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cho đến hôm nay là tước hiệu Đức Mẹ là Đấng vô nhiễm nguyên tội, cũng không gì hơn là để phục vụ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, để vâng phục thánh ý của Thiên Chúa và thi hành thánh ý của Thiên Chúa để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhìn đến Đức Mẹ, chúng ta không những tôn kính Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho Đức Mẹ, và không phải vì Đức Mẹ là đứng thánh thiện tốt lành, mà Đức Mẹ cũng đã có công cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa để rồi chúng ta được hưởng nhờ những ân cứu độ đó. Hay nói khác, Đức Mẹ là mẹ của chúng ta, và Đức Mẹ cũng là một ân nhân rất lớn của toàn thể nhân loại và của mỗi người chúng ta. Bởi vì nếu như không có tiếng xin vâng của Đức Mẹ, nếu như không có sự cộng tác của Đức Mẹ, thì chúng ta cũng khó để có thể có ơn cứu độ ngày hôm nay, không thể được. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Mẹ, chúng ta tạ ơn Đức Mẹ, và tất nhiên qua Đức Mẹ, để rồi Đức Mẹ dẫn chúng ta đến Chúa. Cho nên càng ca ngợi Đức Mẹ bao nhiêu, càng biết ơn Đức Mẹ bao nhiêu, thì chúng ta lại càng phải chúc tụng và tạ ơn Chúa bấy nhiêu. Như tôi cũng nói lần trước, khi chúng ta nhìn vào một cái bức tranh họa nào đẹp, chúng ta khen một bức tranh đẹp, thì chúng ta phải nhớ tới cái người họa sĩ tài tình đã tạo nên cái bức tranh ấy. Thế ngày hôm nay, khi chúng ta nói về những nét đẹp của Đức Mẹ, nói về những ơn của Đức Mẹ, nói về những đặc ân mà Đức Mẹ lại lãnh nhận, thì chúng ta cũng không khác gì hơn là chúng ta đang chúc tụng ca ngợi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng nên Đức Mẹ, là Đấng đã ban cho Đức Mẹ những ơn trọng đại ấy. Và Đấng đã chọn gọi Đức Mẹ. Tôi xin tạm dừng lại ở đây một ít phút để rồi xem có ai có thắc mắc hay có câu hỏi gì thì chúng ta có thể cùng nhau học hỏi để chia sẻ thêm. Tuy nhiên trước khi ông bà anh chị em chia sẻ thì tôi có nhận được hai cái câu hỏi của một người gửi qua kênh YouTube mà các em có chuyển lại cho tôi. Thì câu hỏi thứ nhất là như thế này: thưa cha, vậy trong kinh Kính Mừng câu Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời nghĩa là sao? Khi tiến điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà không phải là Mẹ Đức Chúa Cha. Như tôi lần trước có người hỏi tôi trả lời đó. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, vậy lời cha giảng và lời kinh Kính Mừng có mâu thuẫn khó hiểu? Con xin cha giảng điều này trong video kế tiếp để cho con và mọi người hiểu biết hơn. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Thưa quý vị, đúng, giáo lý nói rất rõ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa chứ không nói Đức Mẹ là Mẹ Chúa Cha. Còn kinh Kính Mừng nói rằng Đức Mẹ kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Đức Mẹ Chúa Trời không có nghĩa là Đức Mẹ của Chúa Cha. Chẳng qua là gì? Cái câu mà Đức Chúa Trời ở đây đó, nếu dịch đúng là gì? Nó chỉ là theo nghĩa là Thiên Chúa thôi, chứ không phải là Chúa Cha. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa Trời là Chúa Cha, không phải vậy. Chúa Trời ở đây là dùng cái từ chúng ta có thể dùng là gì? Là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nếu mà để ông hiểu rõ thêm, ta tự đọc cái câu giáo lý. Câu giáo lý tiếng Việt chúng ta có câu là gì? Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Thế là đâu có hỏi rằng hỏi Đức Chúa Cha có mấy ngôi? Bởi vì làm sao Đức Chúa Cha là ngôi Cha là một ngôi thôi. Nhưng người ta gọi là hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, có nghĩa gì? Hỏi Thiên Chúa có mấy ngôi, thưa Thiên Chúa có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Cho nên khi nói là Đức Chúa Trời không có đồng nghĩa với là Đức Chúa Cha. Đặc biệt đối với ngôn ngữ tiếng Việt, các đấng truyền giáo vào Việt Nam thời xa xưa rồi dịch ra các kinh, thì để tiếng kinh của tiếng Việt của chúng ta nó có cung có điệu, thế là đọc cho nó vần. Thế là chúng ta đọc như vậy, Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời đây gì? Chính là chỉ dùng từ là Thiên Chúa hay nó khác. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thôi. Chứ không, Đức Chúa Trời đây không có nghĩa là Chúa Cha đâu. Tại vì hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi, thì Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên trong kinh Kính Mừng, đừng có hiểu rằng Đức Chúa Trời cho người này, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, không phải vậy.
Nếu mà hiểu theo đó có nghĩa là gì? À, Đức Chúa Cha cũng là Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa. Tức là ba ngôi đều là Thiên Chúa cả. Nhưng mà không phải là ba ngôi đều là Chúa Cha, mà ba ngôi có ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Thế là lại Đức Chúa Trời đây là nói là Thiên Chúa nói chung, chứ không phải là nói về Thiên Chúa Cha. À, chúng ta thấy rằng cho nhiều khi đọc kinh tiếng Việt của chúng ta, hoặc là nhiều người thắc mắc đó, là khi Đức Mẹ được sứ thần truyền tin thì Đức Mẹ mới là một thiếu nữ, mới có mười mấy tuổi thôi, mà tại sao là ngắm tiếng Việt nó là khi năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Đức Mẹ lúc ấy già lắm rồi hay sao mà gọi là bà? Tức là cái đó là văn hóa, là ngôn ngữ, bởi vì không thể nào tiếng Việt nó rằng năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho cô Maria chịu thai, hay là cho chị Maria chịu thai, hay là cho em Maria chịu thai, không thể được. Dù rằng Đức Trinh Nữ Ma lúc đó mới là một thiếu nữ mười mấy tuổi thôi, mà gọi là bà bởi vì đó là sự tôn trọng, tôn kính, bởi vì Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta thấy đó, là khi chúng ta đi gặp một cái người phụ nữ nào đó mà trong xã hội họ có một chức quyền nào đó trong chính phủ, chính quyền, thì chúng ta không gọi họ là cô, là chị, mà chúng ta gọi là bà, madam. Thế nào? Madam and lady không có thể nào, đó là cái sự trang trọng, cho nó là ngôn ngữ văn hóa, hay là nói tiếng Kinh Việt Nam của chúng ta. Trước đây chúng ta cứ nói rằng kinh nào cũng vậy. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con này, hay là lạy Chúa con cảm ơn Chúa, lạy Chúa con tin thật có một Chúa Trời. Thế là một số người nói lạy Chúa con. Thế là lạy Chúa có nghĩa là lạy Chúa con, có nghĩa là Chúa Giêsu, có nghĩa là ngôi hai. Mà chính thì phải nói là lạy Thiên Chúa thôi, nói chung thôi. Thế như vậy thì không được. Cho nên một số các nơi, ngay cả Hội đồng Giám mục Việt Nam giờ các kinh đều bỏ cái chữ lạy Chúa con đi, mà chỉ là lạy Chúa con ở dưới vực sâu kênh Chúa không thôi, chứ không nói lạy Chúa con ở dưới vực sâu nữa. Thế là những cái đó nó chẳng qua là gì? Là cái ngôn ngữ, cái văn hóa của thời đại. Có thể là khi người ta nói rằng lạy Chúa con ở dưới, có nghĩa lạy Chúa của con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, chứ không phải là lạy Chúa con, có nghĩa là lạy Chúa Giêsu là ngôi con. Nhưng mà để cho tránh cái sự nó lủng củng, nó không rõ ràng đó, thì bỏ đi để cho nó rõ ràng. Thế là những cái từ ngữ này chúng ta cũng thấy vậy. Cho nên đó là vài cái ví dụ để chúng ta thấy được rằng trong những cái kinh nguyện của tiếng Việt của chúng ta, có những kinh cần phải được thay đổi để cho nó rõ nghĩa hơn, cho nó đúng nghĩa hơn, cho nó sát nghĩa hơn. Và nếu tôi không lầm thì Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có một cái ủy ban được trao trách nhiệm để làm cái công việc đó. Tuy nhiên các ủy ban thì rất là bận rộn, mà kinh thì có nhiều kinh, và không những có nhiều kinh mà ở Việt Nam lại có nhiều giáo phận, và mỗi giáo phận lại đọc cái kinh đó hơi khác đi một chút. Nào là sách kinh của giáo phận Hải Phòng, sách kinh của giáo phận Thái Bình, sách kinh của giáo phận Hà Nội. Thế là mỗi giáo phận thì lại khác đi một chút, cho nên đó là công việc rất là lớn lao, mà cần phải nhiều thời gian, cần phải nhiều nhà chuyên môn để mà từ từ thay đổi làm sao cho nó chính xác. Thì hy vọng rằng một ngày nào đó Hội đồng Giám mục Việt Nam, ủy ban nào chịu trách nhiệm để mà biên soạn lại những kinh đó sẽ có những cái kết quả khả quan, và giúp cho chúng ta trong các cái kinh nguyện. Bởi vì những kinh nguyện đó không phải là chúng ta đọc để mà tôn thờ Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa, mà còn là đấy là cái cách để chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta nữa. Đó. Kinh nguyện là việc đạo đức, nhưng mà đặc biệt là nếu mà nói tới phụng vụ thì luật của phụng vụ là luật của đức tin. Có nghĩa là những cái gì chúng ta cử hành trong phụng vụ là cách chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Chúng ta tin làm sao thì chúng ta cử hành như vậy. Cho nên phải cử hành phụng vụ phải rất là được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng và cho đúng cho rõ. Bởi vì nếu chúng ta cử hành sai, chúng ta cử hành với cẩu thả, thì chúng ta tuyên xưng niềm tin chúng ta sai, và chúng ta tuyên xưng niềm tin ta một cách cẩu thả. Thưa cha, cho con xin mở đầu ạ. Vâng, mời. Thứ nhất con xin cảm ơn cha. Suốt thời gian qua cha đã hướng dẫn chúng con rất là tâm tình trong vấn đề về đạo nghĩa, để chúng con có thêm sức mạnh về đức tin. Mà có thấy rằng gần hai thập niên trôi qua cha đã làm linh mục, mà con thấy cha vẫn vui trẻ khỏe đẹp như vậy. Nhưng bữa tiệc ly ở Cana thì con thấy rằng khi mà bữa tiệc chưa hết thì rượu đã tàn rồi, rượu đã hết rồi, Đức Mẹ có đến nói Đức Chúa Giêsu rằng con ơi, rượu đã hết rồi. Đến bà, thưa cha, câu này con luôn thắc mắc. Cái thứ nhất rằng tại sao Đức Mẹ không hỏi lại như vậy, con có làm phép lạ hay không, hay là con có làm giúp người ta hay không? Đức Mẹ không nói câu gì hết,
mà Đức Mẹ chỉ nói là tất cả những người gia nhân hãy làm theo những cái gì Chúa nói. Tất nhiên là có nghĩa rằng trong cái thời gian như vậy, có thể Đức Chúa đã làm một phép lạ ở đâu đó hay là những cái chuyện gì mà Đức Mẹ biết. Bởi vậy trong nhiều trong phúc âm thì không ghi lại, tại vì ghi rất là ít cuộc đời Chúa Giêsu. Có nghĩa rằng như vậy có những con đã xảy ra mà Đức Mẹ đã chứng kiến. Bởi vì Đức Mẹ hoàn toàn tin vào Chúa Giêsu 100%. Đối với con nghĩ như vậy, chứ ngoài ra con thấy rằng đáng nhẽ rằng bình thường thì Đức Mẹ sẽ hỏi lại Chúa Giêsu tại sao con có làm hay không, nhưng Đức Mẹ không hỏi mà con chỉ chặn đến danh nhân như vậy. Thì chờ cha nghĩ thế nào? Vâng, cảm ơn anh. Tiếng Việt chúng ta có câu là không ai biết con hơn mẹ. Không ai biết con hơn mẹ. Thế Đức Mẹ là mẹ Chúa Giêsu, và hơn nữa chỉ có một mình Chúa Giêsu là con của mẹ thôi. Thì chắc chắn những ngày tháng nuôi nấng Chúa Giêsu từ bé đến lớn, Đức Mẹ quan sát, Đức Mẹ quan tâm, Đức Mẹ biết Chúa Giêsu rất nhiều. Và chúng ta nhớ ngay từ khi còn Chúa Giêsu mới sinh ra còn bé, thì tất cả những gì sứ thần, những gì mà ai nói về Chúa Giêsu thì Thánh Sử Luca đã nói gì? Đức Mẹ ghi nhớ những cái điều ấy và suy niệm ở trong lòng. Cho nên chắc chắn Đức Mẹ xác tín 100% rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật. Và Ngài có thể làm tất cả những gì Ngài muốn. Cho nên vì vậy khi Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu, mà chúng ta thấy rằng cái đây là một cái điều mà rất là đẹp mà nơi người phụ nữ có. Cho nên là chúng ta, khi mà chúng ta thấy rằng xã hội ngày hôm nay đang đấu tranh cho nam nữ bình quyền, rồi hầu như là họ không muốn có cái gì khác biệt giữa người nam người nữ nữa, thì cái đó là một chuyện rất là đáng buồn. Nam nữ bình quyền là tốt, nhưng mà bình quyền đây không có nghĩa là không có sự khác biệt, mà có sự khác biệt không có nghĩa là không bình quyền. Ví dụ như ngày hôm nay Đức Mẹ, chúng ta thấy người phụ nữ Chúa ban cho cái ơn rất đặc biệt là gì? Là người phụ nữ rất là nhạy cảm. Thế là cả một cái tiệc cưới như vậy mà Đức Mẹ cũng chỉ là một khách ngầm mời bình thường thôi. Nhưng mà Đức Mẹ lại quan sát biết rằng họ gần, họ hết rượu rồi. Đức Mẹ nhạy cảm đến điều đó. Và không những nhạy cảm mà lại có một lòng xót thương như biết bao nhiêu người phụ nữ. Rất là dễ cảm thông với những cái nỗi đau, nỗi khổ và khó của người khác. Cho Đức Mẹ biết rằng con của mình có khả năng để giúp. Cho nên Đức Mẹ mới nói rằng họ hết rượu rồi. Để muốn nhắc nhở con của mình rằng nếu có thể được, con làm cái gì đi, con làm cái gì giúp cho họ đi. Thế là đó, chúng thấy nào, đó là cái nét đẹp của người phụ nữ. Thế là bây giờ nếu mà để đấu tranh cho nam nữ bình quyền, để rồi không còn phải sự khác biệt giữa người nam người nữ, thì tôi nghĩ là một chuyện đáng buồn. Bởi vì người nam có những cái nét đẹp của người nam, người nữ có những cái nét đẹp của người nữ, và nên giữ những cái nét đẹp đó. Nam nữ bình quyền không có nghĩa là chúng ta phải giống nhau hoàn toàn, và khác biệt không có nghĩa là chúng ta không bình quyền. Thế là trong một gia đình cũng vậy. Thế là có bố, có mẹ, có ông, có bà. Thế không có nghĩa là chúng ta không thể bình quyền được. Nhưng mà mỗi người có những trách nhiệm với nhau, mỗi người tôn trọng nhau, mỗi người ý thức được những cái ơn Chúa ban cho nhau, đó mới là cái bình quyền và tôn trọng nhau thực sự. Chứ còn con người thì không khác nhau về thể lý, thì cũng phải khác nhau về tinh thần, khác nhau về suy nghĩ. Chứ còn nếu mà ai mà cũng giống nhau hoàn toàn hết cả thì đâu có còn cái gì gọi là nó là thú vị, mà còn cái gì đấy là gọi là tự do nữa. Đó, cho nên chúng ta trở lại với Đức Mẹ. Thế là Đức Mẹ không ai biết con hơn mẹ. Đức Mẹ hiểu Chúa Giêsu, Đức Mẹ tin vào Chúa Giêsu, Đức Mẹ tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Còn câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là coi thường Đức Mẹ hay là một cái cách nào đó là từ chối Đức Mẹ đâu. Mà Chúa Giêsu muốn nói giờ của ta chưa đến là gì? Đó tin mừng của Thánh Gioan, Ngài hay dùng cái giờ của ta chưa đến, có nghĩa là cái giờ mà Chúa Giêsu sẽ thi hành cái sứ vụ cứu chuộc của Ngài. Nhưng mà vì lời chuyển cầu của Đức Mẹ, vì lời cầu bầu của Đức Mẹ, mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ. Và Đức Mẹ biết rằng Chúa Giêsu trả lời như vậy thôi, nhưng mà Ngài cũng là đứng đầy lòng xót thương. Cho nên Đức Mẹ mới nói những người tớ là gì? Nên Ngài nói cái gì thì cứ làm theo như vậy với đi. Đức Mẹ không ai biết con hơn mẹ. Mẹ biết Chúa Giêsu có khả năng làm cái điều đó, và Chúa sẽ làm. Cho nên sau khi trình bày với Chúa cái nhu cầu của đôi tân hôn rồi, Đức Mẹ nghe mau chóng đi dặn dò những người đầy tớ là gì? Ngài nói sao thì cứ làm như vậy đi.
chỉ như vậy thôi. Và rõ ràng là gì? Là phép lạ đã xảy ra. Chúng ta thấy rằng Đức Mẹ hiểu con của mẹ, Đức Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào con của mẹ. Và rồi chúng ta thấy qua sự vâng phục của Đức Mẹ, ơn cứu độ đã đến với con người. Thì bây giờ qua cái sự vâng phục của những người đầy tớ, những người giúp việc ở đó, theo lời Chúa đã đổ nước vào những mình đó, thì sao? Phép lạ đã xảy ra. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng khi nào mà chúng ta vâng phục thánh ý của Chúa đó, chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Dù rằng cái điều vâng phục đó nó khó khăn, có khó khăn, có những lúc cảm thấy như không tưởng vậy, nhưng mà nếu chúng ta tin tưởng đủ vào Chúa để vâng phục thánh ý của Chúa, thì Chúa sẽ làm những phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Và những phép lạ đó sẽ lớn lao hơn là chúng ta có thể tưởng tượng. Cảm ơn anh đã có những lời chúc mừng 20 năm linh mục của tôi. Thì thực sự nói thật là tôi cũng đầy tóc bạc đây đấy, nhìn xa trên máy thì nó không thấy thôi, chứ còn cũng nhiều rồi. Nhưng mà thôi chẳng sao cả, điều quan trọng thì tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì hồng ân của Chúa đã ban cho qua lời cầu bầu của mẹ cũng che chở được rồi tôi còn có thể tồn tại tới ngày hôm nay. Và tôi cũng có thể nói rằng nếu như không có ơn Chúa, nếu như không có lòng thương xót của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ và qua lời cầu bầu của tất cả quý ông bà anh chị em, qua những sự nâng đỡ khích lệ và che chở và đôi khi tha thứ của ông bà anh chị em nữa, thì tôi cũng mới tồn tại tới ngày hôm nay. Cho nên càng sống lâu ở trong cái ơn gọi linh mục thì tôi lại càng cảm thấy rằng mình mang ơn Chúa, mang ơn giáo hội, mang ơn tha nhân nhiều hơn nữa. Cho nên là có một cái bài thơ mà tôi cũng rất thích, có một, có lẽ là do một linh mục nào đó sáng tác, gọi là Linh Mục Một Đời Mắc Nợ. Linh Mục Một Đời Mắc Nợ. Nợ ân sủng của Chúa, nợ những ân tình của con người, nợ những điều mình cần làm và muốn làm cho giáo dân mà mình chưa làm trọn vẹn được. Càng lâu trong đời linh mục thì càng mắc nợ. Cho nên ngày mà tôi dâng lễ tạ ơn 20 năm linh mục, thì tôi nghĩ rằng không phải là thánh lễ tạ ơn không, mà còn là thánh lễ tạ lỗi nữa. Tạ lỗi với Chúa, tạ lỗi với giáo hội, tạ lỗi với ông bà anh chị em vì những thiếu sót, vì những điều mà tôi cần làm mà chưa làm được, hay là những điều không nên làm mà tôi vì yếu đuối hay là vì chưa khôn ngoan đã làm. Cho nên thánh lễ tạ ơn cũng là thánh lễ tạ lỗi nữa, rồi là thánh lễ xin ơn nữa. Để xin ân sủng của Chúa, xin Đức Mẹ tiếp tục cầu bầu, xin quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu bầu cho tôi, xin ơn Chúa cho tôi để rồi tôi tiếp tục trung thành để sống trọn vẹn trong sứ mạng của mình nữa. Yeah. Tôi xin cảm ơn cha và con hy vọng rằng cha sẽ trở lại với chúng con những ngày gần nhất. Yeah. Tinh thần thật. Chúc mừng cha. Vâng, cầu nguyện cho nhau anh. Yeah. Trong lúc chờ đợi ai đó đặt câu hỏi thì cũng chia sẻ một chút. Lúc nãy cũng nói là sau 20 năm rồi mà thấy cha vẫn còn tươi cười vui vẻ được. Tươi cười vui vẻ được thì cũng là đúng. Nhưng mà quý cụ mà anh chị em, chúng tôi là linh mục, là chúng tôi là những con người của công chúng. Mà đã là người của công chúng thì chúng tôi không thể hoàn toàn sống cho chính mình và sống vì bản thân mình. Mà rất nhiều lúc, rất nhiều lần chúng tôi phải sống cho người khác. Đưa ra một ví dụ cụ thể, không biết là ở đây quý ông bà anh chị em có ai nghe cái bài giảng Chủ nhật vừa rồi mà tôi mới đăng ở trên kênh YouTube Lời Yêu Thương hay không. Thì nếu mà anh chị em để ý thì cái bài giảng vào Chủ nhật đó thì tôi đăng trễ mất một ngày. Lý do là tôi bị bệnh, bị sốt. Tôi thứ sáu tôi đi chích ngừa về thì chính là chiều thứ sáu tôi thâu bài giảng đó để tối thứ sáu phát lên, nhưng mà rồi tôi bị sốt quá, đau quá, tôi không thể giảng được. Nhưng mà rồi tới thứ bảy rồi thì tôi nghĩ rằng nếu mà không thì lại trễ mất, thế là cố gắng vào ngày thứ trưa chiều thứ bảy thì tôi thâu bài giảng. Mà lúc tôi thâu bài giảng thì tôi vẫn còn sốt, trong người cũng yếu và không có đủ sức. Nhưng mà khi tôi giảng thì tôi phải thực sự là phải nói rằng tôi phải cố gắng tôi cười. Tôi cố gắng tôi cười, tôi cố gắng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục giảng, để mang lời Chúa cho ông bà anh chị em. Chứ không phải là tôi không mệt hay là có những lúc tôi không có những chuyện buồn hay là không có những ưu tư lo lắng đâu. Nhưng mà như tôi nói với ông chị em là linh mục, chúng tôi là những người của Chúa, chúng tôi là những người của công chúng. Cho nên chúng tôi nhiều lần, nhiều lúc không thể sống cho bản thân mình mà chúng tôi phải sống cho người khác, vì người khác. Cho nên cái chuyện vui buồn, ưu tư lo lắng, chúng tôi cũng là con người, chúng tôi có. Nhưng mà chúng tôi không cố gắng, không để cho những cái buồn phiền, ưu tư lo lắng, những cái ốm đau bệnh tật của riêng chúng tôi
nó ảnh hưởng nhiều đến công việc phục vụ của mình tới mức có thể. Đó là cái tâm tình cá nhân tôi chia sẻ, không phải để than van đâu, nhưng mà để ông bà anh chị em cũng hiểu, để thông cảm, không phải cho tôi mà còn cho biết bao nhiêu linh mục tu sĩ nam nữ khác nữa cũng đang cố gắng phục vụ, biết rằng mình bất toàn, bất xứng, yếu đuối lắm, nhưng mà cũng đang cố gắng với ơn Chúa, với sự cảm thông và nâng đỡ của ông bà anh chị em để sống ơn gọi của mình, để chu toàn ơn gọi của mình. Cha, nếu chưa ai hỏi cho con hỏi thêm một chia sẻ thêm một câu ngắn nữa cha. Vâng, mời anh. Tại vì con thấy rằng nếu mà Thiên Chúa làm phép lạ thì con thấy chẳng có cái gì là lớn lao. Tại vì Chúa toàn năng, toàn thức, toàn thiện, Chúa làm được tất cả mọi thứ, Chúa có thể làm được. Hồi xưa rẽ nước biển làm đôi để cho dân Do Thái cứu được, thì rượu hay là người què đi được, hay người mù nhìn thấy, thì đối với Chúa chẳng có thành vấn đề gì hết. Vâng. Đối với Chúa là rất là bình thường. Nhưng mà con thấy rằng các con người thế gian này, như các cha hay các người tu sĩ mà hy sinh cả cuộc đời của mình cho Chúa, thì con thật sự đối với con, đối với Chúa cũng là một cái phép lạ cho Chúa. Tại vì cuộc sống sung sướng thế này, có thể biết bao nhiêu thứ mình có thể thoải mái được, hưởng thưởng thức được, nhưng mình đã hy sinh cuộc đời của mình, giao trọn cuộc đời của mình vì cái niềm tin vào Thiên Chúa. Thưa cha, con thấy rằng các cha hay các tất cả những người tu sĩ, những người gì đó tử đạo chẳng hạn, nhất là thánh tử đạo, cũng chỉ nghe như vậy thôi mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì với niềm tin ở nơi Thiên Chúa. Thưa cha, đối với Thiên Chúa, chúng ta những người đó đã làm phép lạ cho Thiên Chúa. Đối với con nghĩ như vậy. Thưa cha, con hết. Vâng, cảm ơn anh. Thì như lúc nãy tôi có chia sẻ đó, khi chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa thì Chúa sẽ làm những phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Và đúng vậy, anh chị em linh mục tu sĩ nam nữ chúng tôi, khi chúng tôi vâng phục thánh ý của Thiên Chúa để đi theo con đường tu trì này, Chúa cũng đã làm rất nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng tôi. Ví dụ bản thân tôi, có bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại đi giảng nhiều đến như vậy? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả. Và tôi cũng không nghĩ tới một ngày nào đó tôi lại đi nhiều nơi, nhiều chỗ như thế này. Thì Chúa đã làm phép lạ rất nhiều trong cuộc đời của tôi. Và nếu như không, Chúa không làm phép lạ, không cứu, thì làm sao chúng tôi có thể tồn tại được đến ngày hôm nay? Cho nên phải nói rằng tất cả là hồng ân, là lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa làm phép lạ, và không những trong cuộc đời của chúng tôi đâu, mà nếu bà anh chị em nhìn kỹ vào trong cuộc đời của bà anh chị em, khi ông bà anh chị em nói tiếng xin vâng trong đời sống hôn nhân gia đình, giữa những đau khổ, những vất vả, những chuyên chuyên, Chúa có ban ơn cho ông bà anh chị em rất nhiều. Và nếu chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn lại, thì chúng ta thấy rõ ràng là có ân sủng của Thiên Chúa, phép lạ của Thiên Chúa. Chứ nếu không có ân sủng, phép lạ của Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể tồn tại được tới ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, trong những công việc của chúng ta. Cho nên rằng chúng ta hãy noi gương bắt chước Đức Mẹ, chúng ta tin tưởng đủ để vâng phục thánh ý của Chúa, Chúa sẽ làm phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta lo việc của Chúa, Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Chúa sẽ lo việc của chúng ta. Có thể là Chúa không lo theo cách chúng ta muốn, Chúa có thể không lo theo cách chúng ta nghĩ, nhưng mà Chúa vẫn lo. Và cách của Chúa lo cuối cùng sẽ luôn luôn tốt đẹp hơn là cách của chúng ta, để chúng ta tin tưởng phó thác vào Chúa đủ như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nhìn phải là phép lạ, phải là tượng Đức Mẹ chảy nước máu, chảy nước mắt bằng máu, hay là phải có những phép lạ khác thường này kia. Mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì phép lạ xảy ra mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta, xung quanh chúng ta. Và chúng ta chỉ chưa đủ đức tin để chúng ta nhìn thấy, bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy những biến cố trong cuộc đời của chúng ta bằng ánh mắt đức tin thôi. Chứ còn nếu chúng ta nhìn gia đình chúng ta, nhìn vào xã hội chúng ta, nhìn cuộc đời của chúng ta với ánh mắt đức tin, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những phép lạ. Và chúng ta sẽ sống tràn đầy trong cái lòng biết ơn. Dù rằng vẫn còn những khó khăn, những đau khổ, những thử thách đó, nhưng mà chúng ta sẽ biết ơn nhiều hơn. Và khi một cái người biết ơn sẽ là một người khiêm tốn. Và một người khiêm tốn thì một người sẽ giống dễ sống hòa đồng, chan hòa với mọi người, và sẽ vui vẻ hơn nhiều. Và khi chúng ta vui vẻ thì chúng ta dễ tránh tội hơn. Những điều tôi chia sẻ có khó hiểu lắm không? Nó có phức tạp không? Bởi vì nói tới các tín lý của giáo hội. Chờ có người hỏi trong chat chứ. À, dạ vâng, có người hỏi điều gì? Còn có một câu hỏi khác. Sách Sáng Thế Ký do ai viết vậy cha? Cảm ơn cha.
Tất nhiên nếu chúng ta từ đầu thì chúng ta lại phải nói rằng tác giả của Thánh Kinh không ai hơn là chính Chúa Thánh Thần, phải không nào? Còn tác giả của con người thì theo truyền thống thôi, chứ đây không phải là chắc 100%, mà theo truyền thống của giáo hội thì tác giả của năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh, tức là của năm cuốn sách Ngũ Thư đó, đầu tiên đó, là ông Môi-se. Đó là theo truyền thống thì là tin như vậy, là Môi-se là tác giả của năm cuốn Ngũ Thư. Tất nhiên là qua cũng có thể là có nhiều tác giả khác nhau viết rồi được gom lại, tuy nhiên để gọi là tác giả thì đó là truyền thống tin theo như vậy. Cũng như là cuốn sách sách Thánh Vịnh đó, 150 Thánh Vịnh đó, thì cũng có thể là có nhiều tác giả khác nhau, tuy nhiên gom lại thì theo truyền thống thì vẫn tin là do vua David là tác giả, là bởi vì họ nghĩ rằng David thì là một nhạc sĩ, một nhạc công, biết chơi nhạc, ca tụng Thiên Chúa, cho nên là họ lại cũng truy tặng cho ngài cái danh hiệu đó là tác giả của các thánh vịnh. Cha, con là Thúy, cho con hỏi. Dạ. Ví dụ Đức Mẹ là lúc nào mình cũng cầu xin Đức Mẹ cầu bầu Chúa cho mình, nhưng mà có khi nào là Đức Mẹ tự cho không cha? Đức Mẹ có cái có gì đó, như Đức Mẹ mình xin tiền nhỏ nhỏ, chuyện lớn mình xin mẹ nhiều lắm, ở khi nào mẹ cho không cha, hay là chỉ có tức nhỏ lớn gì cũng là cầu bầu Chúa cho mình cha? Có thể nói hai cách như thế này, là Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta bởi vì mọi ân sủng đến từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa cũng có thể ban cho Đức Mẹ những đặc ân nào đó để rồi sao? Những ai đến với mẹ thì mẹ có thể cho những cái ơn đó từ bản thân mẹ, bởi vì Chúa cho mẹ cái đặc ân đó. Cũng như là chúng ta cũng thấy, ví dụ như là Thánh nữ Teresa Avila có nói đó, là mỗi vị thánh thì Chúa đều cho họ những cái ơn riêng. Để qua những cái lời cầu bầu của họ thì họ người ta được cái đó. Chúng ta thấy rằng có mỗi vị thánh có những quan được làm quan thầy trong việc này việc kia, đặc biệt là ví dụ như là Thánh Anton Padua thì được mệnh danh là quan thầy của những người bị thất lạc đồ đạc hay bị mất đồ. Thế là ai mất đồ lạc đồ thì họ cầu xin cùng thánh nhân thì lại tìm được thấy. Mà nhiều người đã kể cho tôi nghe những câu chuyện mà họ bị mất đồ, bị lạc đồ, rồi họ cầu xin cùng Thánh Anton rồi họ tìm được. Và chính bản thân tôi cũng đã từng bị thất lạc đồ, rồi tôi cũng đã cầu nguyện với Thánh Anton và tôi cũng tìm lại được và người ta mang lại được. Thì Thánh Teresa Avila nói rằng mỗi vị thánh thì Chúa đều ban cho một cái ơn riêng, để rồi họ ai cầu bầu cái vị đó thì được những cái ơn đó. Tuy nhiên Thánh nữ Teresa Avila nói, tuy nhiên riêng với Thánh Giuse thì tôi thấy rằng xin ơn gì cũng được. Cho nên Thánh Teresa Avila có lòng kính Thánh Giuse một cách đặc biệt, một cách riêng. Mà vì vậy là những cái tu viện mà mẹ thành lập ra hầu như đều có Thánh Giuse làm quan thầy. Và không phải là chỉ có dòng của mẹ Teresa, của Thánh Teresa Avila đâu, mà rất nhiều nhà dòng, ngay nhà dòng chúng tôi cũng vậy. Hàng ngày chúng tôi vẫn đọc kinh cầu Thánh Giuse suốt cả mấy năm nay. Và ngày xưa ở bên các dòng biển Đức cũng vậy, mà tôi biết các sơ mến đánh giá cũng có Thánh Giuse làm quan thầy. Cho nên là đó là như chị nói đó, thì có bao giờ cầu nguyện. Còn với Đức Mẹ đó, thì ngay cả khi mà chúng ta cầu xin Đức Mẹ cầu bầu chúng ta hay không, thì tôi cũng nghĩ rằng không ai biết con hơn mẹ. Chúng ta là con cái của mẹ, mẹ cũng biết được những cái nhu cầu của chúng ta. Và vì vậy, vì mà mẹ thì yêu thương chúng ta, cho nên có nhiều khi chúng ta không cất tiếng thì vì lòng thương mẹ vẫn cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta cách này cách khác, như là trong tiệc cưới Cana vậy đó. Chủ tiệc đâu có đến để xin mẹ cái gì đâu, mà mẹ nhìn thấy, mẹ thấy được cái nhu cầu đó thì mẹ xin Chúa cho họ thôi, chứ họ đâu có đến để mà xin mẹ hay là nhờ vả mẹ đâu. Thế ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta nên đến xin với mẹ đó. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta chưa đến hay chúng ta không biết đến mẹ, không ai biết con hơn mẹ, thì mẹ vẫn thấy được những nhu cầu của chúng ta. Và vì vậy mẹ vẫn có thể cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Dạ. Dạ. Trời ơi. Con thấy vậy cha. Dạ. Dạ. Cảm ơn cha. Dạ. Không có gì. Cha ơi, vậy là
Thiên Chúa ban ơn đúng không cha? Còn các thánh là đứng vai trò trung gian đó đúng không cha? Đúng Hay rồi. là các thánh ban ơn chung? Không, nếu mà nói cái người ban ơn thực sự thì mọi ân sủng đều đến từ Thiên Chúa. Đều đến từ Thiên Chúa. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, qua lời cầu bầu của các thánh, và như đã tôi cũng lặp lại đó, và Chúa cũng có thể ban cho Đức Mẹ hoặc ban cho các thánh một số những cái đặc ân nào đó, để rồi qua các ngài cũng có thể ban những ơn này ơn kia. Nhưng mà nếu chung quy lại thì tất cả mọi ân sủng đều đến từ Thiên Chúa. Dạ, con cảm ơn cha. Dạ vâng. Cha, con xin bạc, con hỏi cha một câu. Dạ. Con thấy rất là nhiều thánh và lấy tên thánh để mà con muốn tìm cái tên, cái việc làm của người thánh đó để mà cầu bầu cho cái tên thánh của con mà đang nhận đó là thánh Anna, Vâng. mẹ của Đức mẹ Maria. Vâng. Nhưng mà con không có tìm thấy được cái nói về cái thánh Anna. Xin cha hãy giải thích cho con một chút xíu, nói về thánh Anna một chút. À, vâng. À, không biết là ở bên đó thì có cuốn sách này không, nhưng mà ở bên Mỹ này thì tôi cũng vừa mới tìm mua được cho các em trong nhà đào tạo một cuốn sách. À, nói là cuốn sách này nói về các thánh quan thầy của tất cả những thứ gì mà có đều có hết, thánh nào là quan thầy của việc gì, ví dụ thánh nào là quan thầy của những người mà bị mất đồ mất trộm, thánh nào là quan thầy của những người mà bị ốm đau bệnh tật về thể lý, hay là thánh nào là quan thầy của những người mà đốn đau về tinh thần, yếu đuối về về tinh thần, rồi thánh nào thì là quan thầy của những người đi tàu đi ghe vân vân. Thế là có hết ở trong đó để rồi chúng ta có thể tìm để mà cầu nguyện, cầu xin các thánh cầu bầu chúng ta cho những nhu cầu đó. Rồi nếu chị muốn học hỏi thêm đó thì chắc chắn như chị muốn là chị cũng có thể lên Google chị search, hoặc ngày hôm nay cũng có những cuốn sách gọi là Hạnh các thánh. Hạnh các thánh có nghĩa là gì? Là thông thường có thể họ chia ra một bộ thành 12 cuốn, hoặc là một bộ 4 cuốn, có nghĩa là 3 tháng một cuốn. Thì trong đó có cái lịch phụng vụ của giáo hội, ngày nào nhớ thánh nào, kính thánh nào thì đều có, và họ đều có ít nhất là cái tóm tắt cái tiểu sử của vị thánh đó ở trong cái trang đó. Cho nên nếu mà cảm ơn chị đã hỏi câu hỏi đó, là bởi vì rất quan trọng khi chúng ta nhận một vị thánh nào đó là quan thầy của chúng ta nên tìm để học hỏi về vị thánh đó. Nhiều khi chúng ta là còn bé, cha mẹ đặt cho chúng ta rồi chúng ta cũng chẳng để ý, mà cha mẹ cũng chẳng để ý nữa cả. Thì chúng ta lớn được ý thức chúng ta nên tìm để học hỏi về vị thánh quan thầy của mình để làm gì? Thứ nhất là để chúng ta noi gương bắt chước các nhân đức của cái vị thánh đó. Nhận quan thầy không phải là chỉ đâu có tên thánh để rồi chúng ta chết thì có tên thánh để mà cầu nguyện, hay là có tên thánh gọi, không phải vậy. Chúng ta gọi là quan thầy của chúng ta, thứ nhất là để chúng ta noi gương bắt chước những nhân đức của vị thánh đó. Sống theo nhân đức của cái vị thánh đó, mà để sống theo bắt chước thì chúng ta phải biết về vị thánh đó, chúng ta phải tìm học hỏi về vị thánh đó. Cái thứ hai là gì? Để chúng ta xin vị thánh đó cầu bầu cho chúng ta. Cầu bầu cho chúng ta những ơn cần thiết. Cho nên vì vậy mà chị có thể tìm hiểu, có thể tìm cuốn sách Hạnh các thánh. Hạnh các thánh bằng nhiều ngôn ngữ đều có cả. Để tìm đọc về cái vị thánh quan thầy của mình. Hoặc là chị có thể search trên Google cũng vậy, họ cũng sẽ có tóm tắt về cái lịch sử, cái tiểu sử của vị thánh đó. Chúng ta học hỏi để chúng ta biết, để rồi chúng ta xin vị thánh đó cầu bầu cho chúng ta, rồi chúng ta cũng noi gương bắt chước các nhân đức của vị thánh đó. Dạ Con cảm ơn cha. vâng. Không có Thì chi con chị. đã tìm hiểu rất là nhiều ở trong đây. Tiếng Đức thì có yêu cầu là cho tụi con cầu nguyện để mà để tìm hiểu cái nhân đức của các vị thánh để mà xin cầu bầu giống như cha vừa nói. Vâng. Nhưng mà con tìm không thấy Có không vậy à? thấy cái nhân đức của Đức Của bậc thánh bà Anna hả? Anna. Vâng. Con tìm ở trên Google sắp con không nhìn Vẫn thấy chưa tìm có. thấy. Ok, được rồi. Nếu vậy thì để cho tôi sẽ cố gắng tôi tìm. Nếu mà được đó thì tôi sẽ chuyển cho cha, rồi cha sẽ chuyển cho chị, hay không biết có cách nào đó để chuyển cho chị được. Còn nếu mà có thể được đó thì chị cứ vào cái kênh YouTube Lời Yêu Thương của tôi, chị nhắn một cái tin nhắn vào đó, hay để cái email của chị vào đó, thì tôi tìm được tôi Dạ. sẽ gửi cho chị nha. Dạ. À, vâng. Con cảm ơn cha. À, cho nên tôi nghĩ rằng bà Thánh Anna thì nên là quan thầy của hội của các bà,
À, thế là thông thường có các bà mẹ, hội các bà mẹ. Hôm vừa tôi mới gặp một số các mẹ, tôi nói là bây giờ hội các bà mẹ mà sao toàn thấy là chính phải gọi là hội các bà ngoại thì đúng hơn. Tại các bà mẹ thì phải còn trẻ trẻ, mà các bà trẻ giờ không chịu vào hội các bà mẹ nữa, mà chỉ có những bà lớn tuổi thôi, 70 tuổi, 80 tuổi vào hội các bà mẹ thì đúng ra thì phải gọi là hội các bà ngoại thì đúng hơn. Thế là hội của các bà nội, các bà ngoại thì nên nhận Thánh Anna làm quan thầy, bởi vì Thánh Anna là bà ngoại của Chúa Giêsu. Cho nên ở một số nơi tôi cũng thấy có hội Thánh Anna đấy, thì có thể là của hội của các bà lớn tuổi hơn, còn các bà mẹ ngày hôm nay trẻ trẻ thì chắc là không cần lời cầu bầu nữa sao, thì không thấy các bà mẹ trẻ vào các hội các bà mẹ nữa rồi. Thưa cha, con có câu hỏi. Vâng, mời anh. Con cứ thắc mắc là ngày xưa là của tụi con là có hai tên thánh, là một tên thánh là lúc mà mình rửa tội ra rửa tội là mình có một tên thánh, rồi tới thêm sức thì có thêm một tên thánh nữa. Hai tên thánh mà con không biết là con mừng 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 lễ mừng lễ lễ thánh quan thầy của mình á, thì con không biết là lấy cái tên thánh lấy tên mừng thánh nào phải không, thêm sức là rửa tội vậy. Con cứ thắc mắc hoài. Cảm ơn anh. Thực sự ngày nay thì cũng không có phải là chuyện lạ khi một người có hai tên thánh, thì chúng ta thấy rằng nhiều linh mục hay là nhiều giám mục hay là nhiều giáo dân ngày hôm nay cũng có hai tên thánh, ví dụ như là Maria Giuse hay là Giuse Maria hay là Giuse Augustino vân vân, thì không sao cả. Giáo hội cho phép là chúng ta có tên thánh rửa tội rồi. Rồi nếu mà chúng ta thêm sức, chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể lựa một vị thánh nào đó để thêm lời cầu bầu cho chúng ta. Thì tất nhiên là chúng ta khi mừng thánh quan thầy thì chúng ta thứ nhất là thánh quan thầy rửa tội, và chúng ta muốn mừng cả thánh quan thầy thêm sức nữa cũng chẳng có sao cả. Có thể là gần như là chúng ta gọi là quan thầy bậc nhất, quan thầy bậc nhì, hay là quan thầy đầu tiên là quan thầy rửa tội, rồi sau đó là quan thầy thêm sức. Ví dụ như bản thân của tôi là bây giờ tên của tôi là Đa Minh Du Xe Nguyễn Thiết Thắng, thì Đa Minh là tên thánh rửa tội của tôi. Còn Du Xe đó là khi tôi vào dòng, tôi khấn, rồi nhà dòng cho tôi cái tên đó. Thế là tôi lấy hai tên đó là xin để có hai vị để mà cầu bầu cho tôi. Và khi mà tôi học hỏi về các đấng thì tôi hiểu biết hơn, thì tôi thêm lòng yêu mến và cố gắng bắt chước. Con vậy thì con có hai tên thánh, một tên thánh rửa tội của con là Đa Minh, mà thêm sức của con lại là Bartolomeo. Dạ, Bartolomeo. Con lấy sau này rồi mình chết thì mình lấy hai tên ghép vô luôn hả cha? Anh muốn ghép hai tên cũng được, mà anh muốn để một tên cũng được, cái đó thì anh có quyền lựa chọn. Nếu anh muốn ghép hai tên cũng được, không sao cả, bởi vì anh đã nhận cả hai vị thánh để cho rửa tội và thêm sức. Vâng, thì thêm có người, thêm người cầu bầu cho anh thôi. Miễn làm sao là khi mà qua đời đừng để tới 5-6 tên ghép vào thì dài quá thì. Dạ, con biết rồi. Dạ. Vâng. Cảm ơn cha. Không có gì anh. Cảm ơn cha đã hướng dẫn trong tháng qua. Cảm ơn cha đã dành cho công đoàn ở Chuyển Sĩ những ưu ái này. Và cho tới ngày 31 là lễ ngày. Chính là ngày đó là ngày cha chịu trước, thì công đoàn con cũng sẽ nhắc để họ cùng với cái riêng cho cha. Chúc cho cha luôn khỏe mạnh. Trước hết là tạ ơn Chúa vì có cha. Tạ ơn Chúa vì chúng ta biết nhau. Tạ ơn Chúa vì những lời hướng dẫn của cha. Và sau cùng là xin chúc mừng cha nữa. Xin cảm ơn cha. Trước khi ban phép lành hôm nay thì con xin được cho con vài phút để con muốn nói tới điều là chúng ta nói về đức tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì chúng ta cần phải sống cái tín điều đó mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta như thế nào. Thì thứ nhất
chúng ta có thể sống cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội trong đời thường của chúng ta bằng tâm tình tạ ơn. Chúng ta không được cái đặc ân, được ơn vô nhiễm nguyên tội như Đức Mẹ, nhưng mà qua tiếng xin vâng của Đức Mẹ, qua sự xin vâng phục của Thánh Ý Thiên Chúa Cha ngày chết và sống lại để ban cho chúng ta ơn cứu độ, đặc biệt là qua bí tích rửa tội, chúng ta được tha tội tổ tông truyền. Thế chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn Mẹ vì ơn cứu chuộc của Chúa, vì sự cộng tác của Mẹ mà chúng ta được ơn tha tội. Thứ nhất, qua bí tích rửa tội. Thứ hai, qua bí tích giải tội. Chúng ta tạ ơn Chúa điều đó. Vì dù chúng ta tội lỗi, nhưng mà Chúa đã chết và sống lại để cứu chuộc tha tội chúng ta, cho nên chúng ta luôn sống trong cái tâm tình biết ơn và tạ ơn. Và một con người biết ơn tạ ơn thì sẽ là một con người khiêm tốn khiêm nhường. Và khiêm nhường không phải trước mặt Thiên Chúa, mà khiêm nhường trong cách sống, trong cách ứng xử với nhau. Cái điểm thứ hai mà chúng ta có thể sống cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội là chúng ta cố gắng noi gương bắt chước Mẹ, để rồi chúng ta biết tránh xa tội lỗi. Mà muốn tránh tội thì phải tránh những cái dịp tội. Nếu chúng ta thấy chúng ta đang sống trong những dịp tội, hay đang có những dịp tội vây quanh chúng ta cố gắng dứt khoát. Và cầu bầu với Mẹ, bởi vì Mẹ hiểu nên Mẹ cầu bầu cho chúng ta, rồi chúng ta vượt thắng được qua những yếu đuối, những tội lỗi của chúng ta, để rồi đặc biệt là cho những người tội lỗi có lòng ăn năn sám hối. Và hãy nhớ cầu nguyện luôn, đặc biệt cho những anh chị em đang ở trong bị mang án tử hình. Nhớ là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã dành rất nhiều thời gian để cầu nguyện cho một tử tù, để họ có lòng hoán cải. Để chúng ta cũng hãy nhớ cầu nguyện cho những người tội lỗi, để họ cũng có lòng hoán cải trở về, đặc biệt là những tử tù, những tử tội. Được cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta cũng là những tội nhân nữa, để rồi chúng ta cũng biết sống thanh thoát, sống càng ngày càng tốt lành hơn, để đẹp lòng Chúa hơn, để đáp trả lại tình thương và lòng thương xót mà Chúa đã dành cho chúng ta. Bởi vì như thư giữ giáo đoàn Do Thái đã nói rằng, mỗi lần chúng ta phạm tội trọng là chúng ta đóng đinh Chúa thêm một lần nữa. Cho nên để cho chúng ta không còn đóng đinh Chúa, để chúng ta không làm cho Chúa đau khổ, không làm cho Chúa đau lòng nữa, thì cách tốt nhất là chúng ta hãy cố gắng tránh xa tội lỗi. Và cái điểm cuối cùng chúng ta có thể sống cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, đó là chúng ta hãy cố gắng làm những việc lành bác ái, đặc biệt là những việc bác ái. Bởi vì không có cái gì có thể giúp tha tội cho chúng ta, xóa tội cho chúng ta hơn là làm những việc bác ái. Chính những việc bác ái sẽ giúp để đền trả những lỗi lầm, những tội lỗi, những cái vạ của tội gây ra cho chúng ta. Cho nên là đó là những tâm tình tôi muốn chia sẻ ba cái điểm đó. Và một lần nữa con xin kính hết lòng cảm ơn cha, cảm ơn quý cụ ông bà anh chị em đã cầu nguyện cho con, có những lời chúc mừng, và xin tiếp tục cầu nguyện cho con trong những ngày tháng tới. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Amen. Kính chúc cha, kính chúc mọi người một đêm an bình, và hẹn gặp lại một ngày gần đây. Dạ vâng.